trước việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá cá tra và cá ba sa của Việt Nam giai đoạn 2015-2016, Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại cách xác định thuế với cá tra và cá ba sa. Căn cứ kết luận này, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam sẽ bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 2,39 đô la Mỹ một kg đến 7,74 đô la Mỹ một kg cho giai đoạn rà soát nói trên. Đây là các mức thuế rất cao và sẽ có tác động lớn tới xuất khẩu cá tra và cá ba sa của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Mức thuế mà Hoa Kỳ đưa ra là không khách quan, mang tính bảo hộ quá mức. Do vậy, Bộ Công Thương đề nghị phía Hoa Kỳ xem xét điều chỉnh lại cách xác định mức thuế đối với các công ty liên quan của Việt Nam trên nguyên tắc khách quan, tuân thủ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, công bằng cho tất cả các bên liên quan. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam VASEP và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam xem xét tất cả các phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp Việt Nam.